Hội thi nhà nông đua tài đã trở lại. Vui vẻ, kịch tính, hấp dẫn. Một sân chơi bổ ích dành cho người trồng cà phê Việt Nam diễn ra trong khuôn khổ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk, nơi nông dân chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về canh tác cà phê. Tham gia hội thi nhà nông đua tài năm 2023 với chủ đề canh tác cà phê thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu. 6 đội chơi đến từ các vùng trồng cà phê lớn, gồm 5 đội ở Tây Nguyên và đội ở Sơn La, trải qua 2 vòng thi đấu. Vòng casting, lựa chọn và tập huấn nội thi. Và vòng chung kết lúc 20 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2023 tại quảng trường 10 tháng 3, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ai sẽ là nhà vô địch của nhà nông đua tài 2023? Hãy cùng theo dõi đường đến hội thi nhà nông đua tài 2023 và đón xem chương trình trực tiếp vòng chung kết của hội thi nhà nông đua tài trên VTV8 vào ngày 12 tháng 3 năm 2023.